Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong mùa sinh hoạt Phật Pháp nhân dịp lễ rằm tháng 10. Chiều nay quý vị khỏe không? No chưa? Lẽ ra thì tối nay chúng ta học một bài kinh, nhưng mà Pháp Hòa thì ngày hôm qua đó mình không có học được, cho nên bài kinh này mà nếu mà ngày hôm nay chiều thì chắc có lẽ học không xong. Thì thôi, Pháp Hòa sẽ dời bài kinh này một dịp khác. Thì tối nay Pháp Hòa xin ôn lại với tất cả quý vị một vài cái chi tiết trong khi chúng ta hành lễ. Như quý vị biết á, trong bất cứ một tôn giáo nào, cái nghi lễ nó cũng quan trọng lắm. Bởi vì đã nói là tôn giáo thì nhất định phải có nghi lễ. Còn dĩ nhiên ngoài cái nghi lễ, nó còn có giáo lý, tức là những cái lời dạy để làm cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chúng ta gọi là Phật Pháp. Trong ta Phật Pháp có ba viên ngọc quý: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là Đức Phật như một bậc thầy, Pháp là lời dạy của Ngài, Tăng là tất cả chúng ta, những người tu theo Ngài. Thì bổn phận của Tăng á, ý nghĩa Tăng nó có ba điều kiện. Thứ nhất là hòa hợp, thứ hai là thanh tịnh, thứ ba là độ sanh. Một vị Tăng á, ngoài cái thanh tịnh, ngoài cái hòa hợp, còn độ sanh. Độ sanh đó đi giáo hóa. Mà một vị Tăng mà đi giáo hóa thì bằng mọi phương tiện, bằng mọi cái công hạnh. Có nhiều vị không có thuyết pháp, tụng kinh thôi. Người ta nghe cái tiếng tụng kinh của vị thầy đó, người ta phát tâm. Có phải không? Vì thầy đó có một giọng tụng kinh rất là hay, rất là thiền, làm cho cái người nghe rất là lắng lòng. Khi mà chúng ta đang buồn, đang khổ, nhiều khi mình nghe pháp nghe nó không vô. Mà tự nhiên nếu chúng ta có được ngồi đó nghe một thời kinh mà có một cái âm điệu tụng thật hay, thì tự nhiên thời kinh đó nó truyền đạt, nó như một cái bài pháp, nó có khả năng nó xoa dịu cái niềm đau, nỗi khổ, cái vết thương lòng của mình trong lúc đó. Cho nên tụng kinh cũng quan trọng lắm. Vì vậy cho nên đó, ngoài cái giáo pháp á, thì chúng ta học giáo lý lặng chuyện, nhưng mà trong tôn giáo là phải có nghi lễ. Mà quý vị biết là nghi lễ là gì? Chữ nghi là hình thức, chữ lễ nghĩa là bày tỏ cái lòng cung kính của mình. Nếu mình muốn bày tỏ lòng cung kính thì mình phải có một cái hình thức nào đó nhất định. Ở trong đạo Phật á, có hai nhánh, chúng ta gọi là hai tông phái. Thì một bên đó, chúng ta gọi là Bắc Tông, một bên chúng ta gọi là Nam Tông. Ngày xưa người ta gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa đó. Thì hai cái danh từ Tiểu Thừa, Đại Thừa có thể làm cho người ta hiểu lầm là Đại Thừa chê Tiểu Thừa, không? Tức là một bên thì tự độ, bên thì đổ tha. Bây giờ mình gọi là Bắc Tông, tức là Phật giáo mà truyền về phía Bắc của Ấn Độ, Phật giáo truyền về phía Nam Ấn Độ chúng ta gọi là Nam Tông. Ví dụ như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia. Còn truyền về phía Bắc của Ấn Độ như là Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, vân vân. Thì khi tụng kinh đó, nó cũng có hai cái giọng tụng căn bản. Ví dụ như là đơn âm, tức là một giọng đó thôi. Rồi đa âm là nhiều giọng. Ví dụ như kiểu của mình mà tụng kinh là đa âm đó, người cao, người thấp, người nhanh, người chậm, vân vân. Còn vì vậy cho nên đó, ở trong chư tổ đó mới chế ra những cái nhạc lễ, những cái pháp khí. Bởi vì nghi lễ mà, thì nghi lễ là phải có cái âm nhạc. Và cái âm nhạc đó nó làm cho con người thoát tục. Quý vị thấy đất nước nào cũng vậy, nghèo
sở cỡ nào đi nữa, họ cũng có những cái nhạc khí của họ, có phải không? Thí dụ như người da đỏ, người Ấn Độ, bất cứ người nào, người ta cũng tận dụng những cái gì ở trong đất nước người ta để người ta có thể làm nên được một cái nhạc khí để cho dân tộc người ta dùng. Và lâu ngày thì cái nhạc khí đó trở thành ra cái nhạc khí của dân tộc. Ở Việt Nam ta có nhiều lắm, mà trong đó có cái độc quyền cầm, phải không? À, thì Pháp Hòa nhớ có một vị thi sĩ, ông làm bốn câu như thế này, hy vọng Pháp Hòa nhớ không có sai. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Câu rất hay. Làm sao mình đem cái lời kinh của Phật, làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Cái độc huyền cầm á, tức là một giây mà nó có thể đờn tất cả kiểu nhạc, có phải không? À, giáo pháp của Phật cũng vậy, nhiều kiểu nhiều thứ lắm, nhưng mà gom chung nó cũng chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Thí dụ bây giờ tâm mình chưa tịnh, tụng thời kinh, không quen tụng kinh niệm Phật, không quen niệm Phật trì chú, không quen trì chú ngồi thiền, không quen ngồi thiền đi thiền, thiền đi, đi từ 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 từ, cách nào đó để giúp cho cái tâm mình nó tỉnh. Và trong khi mình niệm Phật thường có chuỗi, lỡ chỗ nào không có chuỗi bấm lóng tay, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, 14 lóng cứ được 14 câu. Ngồi thiền quán hơi thở, mà quán không được thì đếm hơi thở, thở vô thở ra đếm một, gọi là sổ tức. Thì tất cả những cái pháp đó để làm gì? Để giúp cho mình tịnh cái tâm của mình. Cho nên tất cả các cái cách tu, nhưng mà khi mà đi về một mối á, thì nó cũng chỉ một cái ý đó thôi, phải không? Cho nên tất cả giáo pháp của Phật, như sông, như ngòi, như rạch, như ao, như suối, như hồ đổ ra biển thì nó cũng có một vị thôi, đó là vị mặn của biển. Thì giáo pháp của Phật là có vị giải thoát. Tất cả các cái phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để đọc huyền kia dù một sợi, không sợi. Nhưng mà ở đây nghĩ ngược lại cũng được, một Đức Phật mà có thể nói ra nhiều pháp, để đọc huyền kia dù một sợi, phải không? Mà vang lên thành hải triều âm. Hải triều âm tức là tiếng sóng của biển, tiếng vỗ của biển, nghe rất là trầm hùng. Phật cũng như vậy. Cho nên chúng ta ca ngợi Đức Phật, pháp âm của Phật là sư tử hống. Thì cái pháp âm của Phật có thể làm cho bao nhiêu cái ma phiền não, ma khổ đau lắng hết. Người mà buồn nghe tụng thầy kinh, thay vì mình nghe những cái bài nhạc tình sầu buồn khổ, nó làm cho mình khổ thêm. Bây giờ mình nghe tụng thời kinh thì tự nhiên những cái lời trong kinh nó giúp cho mình chữa cái tâm bệnh. Cho nên Đức Phật chỉ một vị mà có thể nói ra tất cả các pháp, rồi tất cả các pháp đó cũng đưa về một vị, đó là vị giải thoát. Hay vô cùng. Cho nên mình nghĩ xuôi chiều này cũng được, mình nghĩ ngược cũng được. Mà không biết quên cái vị thi sĩ đó là ai, nhưng mà không, mà đọc đâu đó cái bài thơ bốn câu đó thấy hay, lụm bỏ túi. Cho mình tu Phật cũng vậy. Thì mình đọc kinh, mình nghiên cứu câu nào mà có thể giúp ích được cho thân tâm mình, để tâm nhớ. Thì khi mình nhớ được vậy đó, cái nó giúp cho mình từ từ mình bạc bớt cái phiền mà ra ngoài. Chứ còn mà mình cứ chuyện này chuyện kia mình cứ nhớ hoài mình khổ. Chứ giáo pháp của Phật có cái hay là mình mà học thuộc nó hay lắm, giúp cho mình. Thì trở lại là nghi lễ đó là những cái nhạc khí. Trong đó trong nghi lễ nó có những cái nhạc khí nhiều lắm, những cái nhạc cụ nhiều lắm. Thí dụ như người ta đờn bầu, đờn tranh, đờn sáo đủ kiểu. Thì ở trong đạo một cái nghi lễ cũng vậy, tùy theo dân tộc nữa nha. Đặc biệt là nghi lễ của đạo Phật á,
là nó đi theo dân tộc tính đó nữa. Thí dụ Ấn Độ, à xin lỗi Tây Tạng, quý vị nghe Tây Tạng tụng kinh không? À, tại sao vậy? Bởi vì cái vùng đất của Ấn, của người Tây Tạng đó, họ sống dưới núi rừng, mà mỗi một lần mà cây, mỗi một lần mà những cái tiếng của những cái con thú ở trong núi rồi đó, nó hú lên đó, rất là nghe nó trầm hùng. Và người ta sống ở đó lâu ngày rồi, cái âm điệu người ta, cái đồng nơi mà khô khan thì âm điệu giọng nói người ta nó cũng đi theo cái thức ăn, cái nước uống ở đó. Thí dụ tiếng người Việt Nam mình cũng thứ tiếng Việt mà ra Huế cái nói khác, Bắc nói khác, Quảng Nam nói khác, Bình Định nói khác, cũng tiếng Việt à. Rồi hỏi sao vậy thì nó có lẽ ảnh hưởng cái nước uống ở đó. Uống cái nước ở đó. Mình nói ví dụ vậy. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mỗi một cái lần mà tụng kinh đó, thì nó âm nó ảnh hưởng cái dân tộc tính đó đó. Ở trong đặc biệt là ở Việt Nam ta, ngoài Bắc á, thì nó có âm hưởng của hát chèo. Ngoài Trung á, thì có âm hưởng hát cung đình. Trong cái Nam á, thì có âm hưởng gì? Cải lương à. Cho mình mà nghe mấy thầy Nam tụng là mình biết có hơi hám cải lương à. Nhưng mà cái đó là cái gì? Đó là cái đặc điểm. Cái đó là cái đặc điểm của mỗi một cái miền mà chúng ta phải tự hào. Đã tự hào thì không có đúng với Phật giáo lắm, nhưng mà cái đó mình nói ở cái phương diện dân tộc, miền nào có cái đặc điểm của cái miền đó. Ví dụ như bây giờ đó mình, nhưng mà ba miền dù là tụng kiểu cải lương, dù là tụng kiểu hát ở trong cung đình cho vua chúa ngày xưa, hay là dù hát chèo, thì cái nhạc lễ căn bản đó nó không ngoài cái chuông, cái mõ, cái khanh. Tụng kinh căn bản giống như ở đây nè, mình không có tán tụng nha, cứ tụng kinh thôi. Thì đây là ba cái pháp khí mà thường lễ trong một cái buổi lễ mình nhất. Ở trên Trúc Lâm cũng vậy, thỉnh thoảng là mấy chú có tán, là lắc chuông, là đánh tan, đánh đẩu rồi vậy đó. Nhưng mà căn bản nhất ngày thường tụng kinh cũng ba món này thôi. Đường, bột ngọt với muối. Thì bây giờ mình thấy là và ba cái thứ này là trong một cái buổi lễ là có. Bởi tại sao mình phải dùng cái này? Bởi vì nếu mà không có cái này á, thì nó không làm cho người ta tụng ăn rơ với nhau được. Cho nên á, là cái đây là những cái nhịp, những cái nhịp. Thí dụ như một ca sĩ á, trước khi mà ta hát ta phải nghe cái người đó dạo trước, ta dạo đờn rồi mới biết cái ông này là ông đánh cái bản nhạc này theo điệu gì, la thứ hay là cái gì đó. À thì nếu mà người đó mà hát theo cái kiểu gì, phải lại nói cho ban nhạc biết là tôi không hát theo cái tông này, tôi hát tông khác. Thì ở đây cũng vậy, cái vị chủ lễ có nhiều khi giọng cao, có nhiều khi giọng thấp, có nhiều khi giọng ồ ồ, thí dụ vậy. Thì cái vị mà thỉnh chuông và thỉnh mõ này đó, với cái vị chủ lễ thường thường làm việc với nhau. Thì hôm trước á, Pháp Hòa có bày cái cách là chúng ta khai chuông mõ. Bây giờ á, quý vị thấy là ở đây đó mình vô mõ 3 tiếng đúng không? Khi mình, đây là cái khánh nè. Thì cái tiếng khánh á, thường thường là người ta để dẫn lễ. Cái dùi này là đâu phải của nó phải không? Phải của nó không? Sao nặng hơn khánh vậy? Thì thường thường á, chúng ta gọi là cái dùi mõ, dùi chuông, chứ không kêu là cái cây đánh mõ, không gọi là cây đánh chuông. Mà khi mà cái hành động vậy nè, thấy không? Ta kêu là thỉnh mõ, thỉnh chuông. Chứ mình cố gắng mình tránh, đừng có dùng cái từ là đánh chuông, đánh mõ. Còn nhiều người còn nói nghe nó hay hơn nữa, gõ chuông, gõ mõ. Nghe cái chữ gõ với chữ đánh á, nó không có được nhẹ nhàng lắm ở trong đạo. Chữ thỉnh nghĩa là sao? Thỉnh nghĩa là chúng ta mời, invite. Cho nên người tiếng Anh dịch rất là rõ ràng, inviting the bell.
Inviting the wooden fish. Thỉnh, giống như quý vị mà thỉnh thầy dùng cơm vậy. Thỉnh là mời chứ có gì đâu. Sao chữ thỉnh đó, thành như tiếng Quảng mà kêu sao? Sẵn hả? À, sẵn đi sực phàn. Sẵn đi chó. Mời ngồi. Thí dụ vậy. Thì bây giờ đó là mình thỉnh tới mình mời cái tiếng lên. Tại sao vậy? Tại vì cái tiếng chuông, tiếng mõ mà được mời lên, được thỉnh lên, thì làm cho cái người tụng kinh đó, họ cảm thấy tâm hồn họ lắng xuống. Cho nên mình mà tụng kinh mà mình có âm điệu mà tụng cho hay đó nghe, y như mình thuyết pháp. Người ta buồn quá trời quá đất, người ta trốn vô góc nào trong chùa, người ta ngồi người ta nghe mình tụng thời kinh xong cái rồi, bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Ở Việt Nam nhiều người họ hết khổ là nhờ vậy đó. Chùa rộng đó, có gốc cây bồ đề, có gốc cây đa, gốc cây sứ, họ buồn họ vô mấy gốc cây đó ngồi. Rồi họ mới đầu họ mới nhặt từng lá, họ nói bỏ ở lại. Đang quyết định sanh tử mà. Đó. Cầm cái bông vạn thọ lên. Rồi thường thường ta muốn chọn không? Chia tay. Tiếp tục. Chia tay, tiếp tục. Bước hồi cái chia tay. Nhưng mà cũng còn tiếc lắm. Làm lần nữa. Rồi xong rồi cái nhờ vô nghe tụng thời kinh. Thầy cũng trong ngày cũng tụng lý luận xong rồi trách móc. Mỗi ngày mỗi chút khổ đau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Nghe xong rồi, đứng dậy. Thầy ơi, con quyết định rồi, trở về nhà nấu cơm tiếp. Và điều đó đã có nha. Có nhiều vị là kỳ này nhất định rồi đó, lên chùa lại Phật xin keo đó. Vậy mà tụng xong thời kinh rồi là bắt đầu hết. Cho nên cái thời kinh đó, nó có khả năng nó trị liệu. Cho nên trong đạo pháp của chúng ta, bất cứ một cái phương pháp nào mà nếu chúng ta ứng dụng đúng, dù là phương tiện, nhưng nếu chúng ta biết dùng phương tiện mà cho đúng đó, thì cái phương tiện đó đều trở thành ra phương thuốc hết. Cho nên gọi là diệu dược. Pháp không có cao thấp, trị được bệnh là pháp diệu. Thuốc không có sang hèn, trị được bệnh là thuốc tốt. Ngài Ấn Quang dạy như vậy. Thuốc á, mình không có thể, không có được quyền nữa. Thuốc này hay nhất, thuốc kia hay nhất, trị được bệnh là nhất. Còn ví dụ như thuốc cả ngàn đô mà không trị được bệnh thì nó không trị đúng bệnh mình cũng không được, phải không? Cho nên trong đạo pháp cũng vậy, pháp không có phân cao thấp. Pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh thì gọi là pháp tốt. À, cho nên rồi chúng ta ca ngợi Đức Phật là gì? Là vô thượng y vương, vị thầy thuốc mà không ai có thể so sánh được. Mà thuốc này không phải là thuốc tể, thuốc dán, thuốc gì hết, mà đây là gì? Thuốc này là trị tâm bệnh. Vậy thì cái tiếng chuông, tiếng mõ của chúng ta nó làm sao mà có thể xoa dịu được lòng người? Ở đây Pháp Hòa thấy có cái hay là quý vị không có một vị thầy trực tiếp lãnh đạo hướng dẫn, nhưng mà vị nào cũng giỏi nghi lễ, vị nào chuông mõ cũng giỏi. Nhưng mà Pháp Hòa mỗi lần về đây thì cùng quý vị ôn lại, ôn thôi. Mình là huynh đệ mà, mình hướng dẫn nhau mình tu. Thì Pháp Hòa nay nhắc thêm, nhưng mà cái phần này nó lợi lạc lắm. Tại vì những vị nào mà không có mặt thì sẽ được học hỏi, được học thêm về những cái cách này. Thì thường thường cái cách chúng ta ở đây là chúng ta thỉnh 3 tiếng, phải không? 3 tiếng chuông. Ví dụ vậy. Cái này chúng ta gọi là vô ba nè, phải không? Rồi một lát nè, khi mình dứt thì mình ra bốn nè. Thường nói cho bắt vần á, ta kêu là vô ba ra bốn, phải không? Vô ba tức là đầu tiên mình thỉnh có 3 tiếng thôi, và cái lúc sau là mình mỗi lần mình dứt cái khần khai mở là mình 4 tiếng.
Thì thường thường á, mình thỉnh làm sao mà cho nó có thiền vị. Cái này nó có âm thanh rồi, nhưng mà ráng thỉnh sao cho có thiền vị là bằng cách là mình nên từ từ. Thí dụ để cho ngân chút cái bên này mình đáp lại 3 tiếng. Rồi cái bên này mình đáp 1 tiếng nữa. Thí dụ vậy, mình nhập. Phải không? Mình thỉnh chuông mõ như vậy thì trong khi mà mọi người mà ngồi đợi khai chuông mõ thì ngồi tĩnh tâm. Rồi bây giờ bắt đầu mình tụng kinh. Bây giờ ở đây quý vị thuộc cái bài thôi bây giờ mình niệm Phật. Ví dụ mình bắt đầu bằng câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thí dụ vậy đi. Thì mình nhớ như thế này nè, cái vị thỉnh mõ nè. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng, tức là cái tiếng vị vu lễ người ta bắt lên, thì cái tiếng thứ nhì mình thỉnh 1 tiếng, thấy không? Rồi tiếng thứ tư mình thỉnh tiếng, rồi bắt đầu thỉnh luôn từ tiếng thứ năm. Như vậy có phải là vô ba không nè? Nam Mô Đại Bi Hội, 3 tiếng nè. Rồi bây giờ dứt nè. Thượng Phật Bồ Tát, cũng là 4. Vô ba ra 4. Không phải chỉ bắt đầu khai chuông mõ vô ba ra 4, mà ngay một thời kinh bắt đầu vô ba ra 4. Quý vị thấy đâu? Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thì đại chúng ngồi dưới đó, quý vị chỉ tụng bắt đầu từ chữ thứ ba, thứ tư, chứ không có nên người ta vừa nam cái mình vô mình mô rồi là không đúng. Mình phải nghe cái vị chủ lễ người ta bắt làm sao. Nam Mô Đại Bi, bắt đầu dưới này mình hội thượng Phật Bồ Tát, chứ không có thể nào người ta mới vừa nói Nam cái bắt đầu mình nhào vô mình mô là không được. Vì sao vậy? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì mình vô bắt đầu từ cái chữ thứ ba, thứ tư á, mình mới nghe rõ ràng cái vị chủ lễ người ta bắt. Cái câu đó là người ta bắt để mà chúng ta tụng hay là bắt cho cái vị đó sướng lễ. Mà lỡ thí dụ như người ta sướng mà lỡ mình có một tiếng cốc này là mình nghe lại là ô, không phải là tụng mà là sướng. Sướng là vậy nè. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì nghe là sướng. Còn khi mình tụng nè, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật là tụng, mới thấy không? Còn sướng là mình sướng là như vậy. Thời khi mình vô đó là mình nhớ, giống như là mình nhảy dây á, nhảy dây quơ đó, dây mà đưa lên cao rồi thì mình vô mới không có vấp. Rồi khi mình ra đó giống như máy bay mà đáp vậy đó, nó rà xuống, nó từ từ đáp, chứ đâu có đang bay chỉ nó làm cái rầm xuống đâu, phải không? Phải không? Máy bay nó muốn, nó đang bay rồi nó muốn ráp cái nó làm sao, rà 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 xuống nó có chài nè, phải không? Thì y như vậy, cái khi mình ra thì cũng giống như mình xuống máy bay vậy. Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì chữ tác với mỏ điên lượng, quý vị thấy ha. Còn cái khánh đây nè, thí dụ như bây giờ đó, cái vị người ta sướng lễ đi, chỉ tam đảnh lễ tầng hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thầm phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Bon lại xuống, nhập để cho ta đứng lên. Quý vị nào cầm khánh nhớ ha, là thường trụ tam bảo, lại nhập đứng lên, signal mà, cho nên gọi là dẫn lễ. Người ta đứng người ta lại là do mình.
Còn cái vị nào thỉnh chuông thì nhớ như thế này. Nhớ là khi một cái bài kinh mà bắt đầu tụng mà còn khoảng chừng 5 chữ nữa là dứt bài kinh thì cái vị thỉnh chuông phải thỉnh một tiếng. Không có nên đợi, không có nên đợi đến người ta thường trụ tâm bảo rồi mình mới thỉnh một tiếng. Quý vị nhớ nha. Thí dụ như thầm phương thường trụ tâm, tại sao mình phải thỉnh trước đó vậy? Để nhắc cho đại chúng biết á, là tiếng chuông này là dứt cái bài này và chúng ta cùng lại. Và đồng thời cũng để cho chúng ta có đủ cái thời gian chúng ta để cái dùi xuống. Nếu chúng ta muốn thi cái lễ, muốn làm, muốn cùng lễ là phải đủ cái thời gian. Chứ đừng có thường trụ tâm bào bon, cái để cái dùi xuống. Để cái dùi xuống cái gấp mà lại cho kịp đó, cái nó lăn, nó làm cái rầm. À, còn không á, nếu mà không còn sợ nó rớt, cái cầm nguyên cái dùi cái dợn lên trên trán cái đưa xuống. Thành thứ lúc nào cái tay mình cứ như vậy. Thấy không? Vơ lên vơ xuống mà cái dùi vậy còn đỡ, mà nếu mà cỡ cái dùi chuột thì ví dụ cái dùi này mà mạnh anh thỉnh chuông, anh cầm cái dùi chuông bên kia anh thỉnh mỏ, cầm hai người cầm hai cái dùi vơ lên là mình thấy tức cười không? Thấy không? Thành thử ra cái ý nghĩa mà tại sao mình phải thỉnh trước là vậy đó. Thí dụ như giờ tụng chú vãng sanh, tụng ba biến. Bây giờ ví dụ như đây là tiếng thứ ba đi. Nam mô A Di Đà Bà Già Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tề A Di Đi Đăng Đâm Bà Tề A Di Đi Đai Căng Đế A Di Đi Đăng Ti Ca Lăng Đa Dài Ni Ya Ya Nay Đa Ca Lệ Ta Ba. Giữa bài kinh là mình thỉnh tiếng đi, để báo cho ông chủ lễ biết đây là biến thứ ba rồi. Nhiều khi ông chủ lễ ông nhắm mắt ông tụng cho ông có biến thứ mấy đâu. À, không có biết thứ mấy hết trơn á. À, thành thử là hỏi thứ mấy rồi, hôm nay chủ nhật. Có nhiều khi đang tụng vậy cái anh thỉnh máu cũng không biết luôn. Ông hỏi thứ mấy rồi. Thay vì ông hỏi biến thứ mấy, ông không hỏi, ông hỏi thứ mấy rồi. Thì ông chủ lễ cũng mới vừa tỉnh hồn nên bữa nay chủ nhật. Rốt cuộc chắc quá hết trơn. Ông chủ lễ cũng nhắm mắt đưa hồn đi mà ông thỉnh chuông thỉnh mỏ thì chắc quá hết. Thành thử ra đó là mình tụng hồi cái là đang tụng chú vãng sanh mà thiệt hai ổng vãng sanh hết trơn. Quý vị nhớ như vậy. Thành thử ra thí dụ như mình tụng á, là mình đến cái biến thứ ba giữa của cái biến đó. Thí dụ như tụng đại bi ở chỗ là ma bài thẳng nghiên ra nha ta bà ha nam mô ác răng na ra dạ 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 nam mô a di đà bà lối hướng đế thức bàn ra nha ta bà ha tức điện đồ mạng đa ra văn đà nha ta bà ha tức điện đồ mạng đa ra hằng đà dạ ta bà ha tức điện đồ mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha. Thí dụ vậy đó. Nào, nhưng mà mình nhớ là cái cách mình tụng là như vậy. Rồi khi bình thường nè, khi mà mình tụng kinh, nếu mà mình tụng kinh một cái bộ kinh thì tay của mình để như vậy, để dưới lòng bàn chân của mình, phải không? Đừng có mở cái vạt áo tràng lên là chùi ở dưới rồi cái mình ngồi mình khều khều cái chân mình. Rồi có nhiều khi mình ngồi mình lắc cái đầu gối mình theo cái nhịp nữa chứ. Có nhiều khi như vậy cho nên tụng thời kinh không trang nghiêm. Khi mình nghe danh hiệu của Phật, đến cái danh hiệu của Phật là mình chắp tay, nhất là những cái bài tán thán. Thí dụ như tụng cái bài A Di Đà Phật thân kim sắc, chắp tay lại. Vì mình đang ca ngợi Phật mà. Ca ngợi tướng tốt của Phật là tướng Phật A Di Đà thân sắc vàng, tướng tốt quang minh rực rỡ gì đó. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân đó. Khi mà tán thán Phật chắp tay lại. Bước vô chánh điện đầu khóa lễ cũng vậy, cái vị chủ lễ bắt đầu sướng. Đấng Pháp Vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng. Mình ở dưới này mình chắp tay lại đi theo bài đó. Dù mình không tụng nhưng mà vị chủ lễ người ta đại diện mình, người ta ca ngợi, người ta sướng, mình tán thán đi theo. Rồi người ta sướng lễ. Chỉ tâm đánh lễ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thí dụ vậy.
Linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Lại xuống. Rồi thí dụ như đến ba lần, ba lần lễ thì cái chỗ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hai tiếng. Chi vậy? Báo cho mọi người biết đây là cái lễ cuối cùng, không có còn lễ nữa. Cho nên hễ cái bài nào mà là cuối cùng là hai tiếng chuông, để cho ta biết là tới đây là xong rồi đó. Thấy không? Thành tử hát nhạc cũng vậy. Thấy không? Hát nhạc cũng vậy. Bây giờ ta muốn hát cái bài mà mà đâu có chi lập bê ba trời na 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 na, thì cái bắt đầu ta phải đi theo nữa. Mà đâu có chi lập bê ba trời, thì ta xuống vậy mới biết là hết, mới có người vỗ tay. Thì ở đây cũng vậy, mình tụng kinh cũng vậy. Chỉ đa ca lệ ta ba tiếng chuông. Thì Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Nếu mà mình vượt cái lý mình nói, mình chỉ cần học giáo pháp thì cái này nó không ăn thua. Mà ở trong một tôn giáo nó có hai phần, thấy không? Về mặt sự thì chúng ta có nghi lễ, mà trong nghi lễ nó có lý sự luôn nữa. Thí dụ như là tại sao mình thỉnh 3 tiếng rồi 3 tiếng rồi 4 tiếng, cộng chung là 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chúng sanh mình á, là thường tạo 10 cái nghiệp xấu. Thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Về ý, mình có tham, có sân, có si. 10 cái đó nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình tu mình chuyển 10 cái này thành ra thập thiện, cho nên cộng 10 cái này là cộng 10 cái từ 3 tiếng cho tới dứt là cộng 10 tiếng. Mà 10 tiếng như vậy đó là mình tu, là mình chuyển. Mình chuyển từ cái thập ác trở thành ra cái thập thiện. Ý như vậy đó. Rồi khi mà mình là vị chủ lễ mà thỉnh khánh đó, thí dụ như sau khi mà ba cái lễ rồi thì mới khách đánh xá nè, cho mọi người biết đó là xá. Là thí dụ như bây giờ mình vô mình tụng một bài tụng kinh xong rồi, bây giờ bắt đầu tới cái phần phục nguyện. Quý vị nhớ phục nguyện không? Phục nguyện tức là gì? Phục tức là một lần nữa trở lại. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh, sau thời gian bệnh cái mình khỏe trở lại thì ta kêu là gì? Bình phục. Bình phục tức là phục lại cái sức khỏe bình an như thường, kêu là bình phục. Thì ở đây cũng vậy, mình tụng xong thời kinh thì có cái phần sau, trước khi mà tam quy y đó, chúng ta là phục nguyện, tức là mình nguyện một lần nữa. Thấy không? Once again. Nếu mà nói theo tiếng Anh là once again, một lần nữa là phục nguyện. Thì khi mà cái vị chủ lễ mà phục nguyện đó, thì tất cả đại chúng ngồi dưới này nè, ngồi dưới này là phải chắp tay, không có khiều móc, không có đi tới đi lui, không có nói chuyện. Cái phần đó của chủ lễ, mình dưới này mình xong rồi, không phải đâu. Vì vị chủ lễ người ta đang đại diện cho mình, người ta nói lên những cái ước nguyện của mình đấy nè. Cho nên mình chắp tay lại để nói lên cái gì, để mình gửi cái sự cầu nguyện của mình đi theo cái vị chủ lễ đó. Thì ví dụ như vị chủ lễ chắp tay lại: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Giờ ông sướng lên: Phục nguyện nguyện Phật hộ trì âm dương hai cành, người còn khỏe mạnh kẻ thác siêu sanh. Mình muốn không? Mình muốn người còn khỏe mạnh kẻ thác siêu sanh không? Cho nên trong khi mà mình cái vị chủ lễ ở trên đó mà ta phục nguyện lại dưới này, chắp tay lại để mình gửi theo cái sự cầu nguyện đó của mình. Rồi thí dụ như mình ngồi dưới này, mình nghe tên của người thân của mình gửi tên người thân của mình xá. Cô không cần đứng lên, không cần quỳ lên,
Trời ơi, nhiều khi ở gia đình mình nó 30 người đó, cái thầy ông đọc Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Thị Mích, Nguyễn Thị gì đó, cái mà thôi mình cuốc lịa, không có cần. Phải không? Rồi bộ tới tên mình mới xá sao? Phải không? Nếu mà mình đọc tới tên của người thân của mình chắp tay mình gửi năng lượng, và khi mình nghe tới tên người thân mình xá. Mà xá trang nghiêm thôi, dù 30 người mình cũng xá, một xá hoặc ba xá. Chứ cô không cần là cứ ngượng lại mà ông thầy đọc nhanh, mình cứ cuốc cuốc đi theo cái tiếng tụng của thầy, không cần. Không, thành nữ khi mà thầy phụ nguyện vậy đó. Phục nguyện thứ nhất, con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thắng siêu lên người còn mạnh giỏi. Nghe hết miền, hết sức miền Nam luôn. Có nhiều khi còn nói rõ nữa. Thứ nhất, một là nguyện vậy đó. Thứ nhất, con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn manh giỏi xa. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba mới tới phần con. Thứ ba, con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Rất là miền Nam. Thì khi mà người miền Nam nó tụng lên á, là mình nghe rõ rõ, và cái giọng âm điệu lên xuống nghe có cái vẻ cải lương vậy đó. Nào. Và thì Pháp Hòa nói lại là khi một vị chủ lễ phục nguyện, thì có vị thì người ta phục nguyện bằng tiếng âm Hán. Thấy không? Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Vụ Thuần Quốc Thái Dân An. Tức là thượng chúc, tức là trên hết cầu cho cái gì? À, thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy, tức là ánh sáng, ánh mặt trời của đạo Phật. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy, mỗi ngày mỗi thêm sáng. Pháp Luân Thường Chuyển, bánh xe Pháp của Phật thường quay. Phong điều vũ thuận là gió hòa mưa thuận, gọi là phong điều vũ thuận. Quốc thái dân an, nước thì được thái bình, người dân thì được an lạc. Quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩn chỉ tai, nhà nhà không còn nạn đói khát, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Rồi bắt đầu cầu nguyện trong chùa, thiền môn nghiêm tịnh, trong chùa được nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa, bốn chúng an hòa. Bốn chúng là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Có khi người ta không có nói vậy, ta kêu là đại chúng an hòa. Giống như chùa mình đây không đủ tứ chúng, thì mình tập trung là đại chúng an hòa. Thí chủ tấn tam đa, người Phật tử tới đây cúng dường đầy đủ ba phước, lộc thọ, đàn na tăng ngũ phúc. À, rồi cái cuối cùng nè. Phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành, tức là ân cha mẹ nuôi dưỡng mình. Thấy không? Ân sư huấn dục là ân thầy tổ dạy dỗ mình, phụ cha mẹ nuôi sanh mình và nuôi mình. Ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành. Phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình, tề thành Phật đạo. Lúc đó đại chúng dưới này làm gì? Niệm gì? Niệm sao đâu, niệm nghe thử đi. A Di Đà Phật, đúng rồi. Thì khi mà cái vị đó mà người ta sướng dứt câu vậy là phải niệm vậy nè. Tề thành Phật đạo, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm câu đó? Cái chuyện tu hành của mình cũng mong muốn cuối cùng rồi là pháp giới chúng sanh đề thành Phật đạo. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thích không? Thích. Thích thì phải nói lên, nói lên cái sự đồng ý đó qua một câu niệm Phật. Là mà mình phải niệm âm điệu như vậy để nói lên. Thì giống như ở ngoài đời người ta nói, ví dụ như hôm nay mình họp vậy, quý vị có đồng ý không? Đồng ý. Không, mà tất cả mọi người biểu quyết đồng ý bằng một cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi mình đồng ý. I agree. Ở trong cái pháp và tác pháp yết ma của chư tăng cũng vậy.
Ví dụ quý thầy mà họp lại với nhau đi, quý thầy có cái pháp là hỏi tăng quý vị đã họp đầy đủ chưa, thì vị kia nói dạ đã họp đầy đủ. Hỏi cái có thanh tịnh không, nói thanh tịnh. Hôm nay chúng tăng hội họp để làm gì, nói dạ để biểu quyết là có cho cái chú đó thọ giới hay không, ví dụ vậy. Thì cái vị kia mới nói lên, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, tăng họp để làm một cái quyết định là cho cái vị kia được thọ giới, vị nào đồng ý thì giữ im lặng, vị nào không đồng ý thì xin nói lên. À thì nói ba lần như vậy, cái mới nói là không có ai có biểu quyết gì hết, cái bắt đầu mới tuyên bố. Hỏi là pháp tác bạch như thế có thành không, thì đại chúng chắp tay thành, thành. Rồi các vị đã đồng ý như vậy thì tôi xin tuyên bố cái sự việc nó như vậy. Mà nếu mà đi ra mà nói ngược lại là không được, thí dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta tụng xong thời kinh, chúng ta phục nguyện: pháp giới chúng sanh tình dự vô tình. Tình tức là cái người có tình thức, giữ đây là cùng, vô tình tức là người có tình, giống như con người chúng ta. Vô tình là cỏ cây đất đá, tình giữ vô tình tức là tình và không có tình đều trọn thành, đều thành Phật đạo, giai cộng thành Phật đạo. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều khi quý vị vô, quý vị tác bạch với chư tăng, thỉnh chư tăng ra giữ cái lễ gì đó. Thưa thỉnh xong rồi thì thay vì quý thầy đáp thì quý thầy cũng không có đáp gì nhiều đâu, một câu thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi vậy là xong, được bưng khay lễ đi thỉnh. Quý vị thấy ha, thành thử ra. Rồi bây giờ đó, hôm nào mình tụng kinh mà cái lúc mà tam tự quy y đó, thì niệm Phật xong bắt đầu tam tự quy y nè, thì cái vị chủ lễ là sướng từ quy y Phật, xin nguyện chung sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Mình lễ một lễ, trường hợp là vị chủ lễ họ dứt ở đó, mà lỡ mình nghe cái vị chủ lễ đó họ đi luôn thì mình biết làm sao, mình biết là không có ngưng rồi đó. Cho nên cái bài thứ hai mình khỏi ngưng: từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tàng trí tuệ như biển, từ quý tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hết thảy không ngại, nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi sau đó bắt đầu mình mới cùng nhau lễ ba lễ theo tiếng Khánh. Có nhiều vị thì họ giỏi hơn, tay chân họ nhanh nhẹn thì họ nhồi mỏ. Ví dụ như phán vô lượng tâm tự quy, nhưng mà cái đó là không cần thiết, không phải mình có cái đó mới làm đúng, phải không? Cái nhồi, cái làm cho cái âm điệu nó hay lên, nó nhộn nhịp đó, thì là do cái mỗi vị cái gì mà thỉnh mỏ đó, người ta nhanh tay người ta làm, nó không có quan trọng. Giống như cái bài nhạc nhạc mà người ta có thể đánh theo cái kiểu hát nhanh hay người ta hát chậm nữa là tùy. Quý vị thấy điều đó ha. Thì cái đó là Pháp Hòa nhắc thêm như vậy. Ở đây thì quý vị coi như là giỏi, vị nào cũng khá, chuông mỏ rồi chuông trống bát nhã đó là biết rành đó. Thì Pháp Hòa nhắc thêm một phần, thì cho vị nào mà đa phần ở đây quý Phật tử đến chùa hàng tuần đó, mình tụng kinh đó, bây giờ mình biết cách rồi, thì khi mà vô đó, cái vị chủ lễ bắt đầu sướng tụng đó, mình đừng có tụng liền, mà đợi bắt đầu từ cái tiếng thứ ba,
Rồi bắt đầu mình sướng thôi. Thí dụ như chỉ tâm đành lệ thì bắt đầu mình mới vô cái chỗ Nam Mô Tận Hư Không. Chứ mình đừng có gì người vừa chủ lễ mới vừa bắt chí cái mình vô mình bắt à. Bắt chí. Rồi mình đợi ta chí tâm đành lệ à, thể dưới này mình sao? Nam Mô Tận Hư, thí dụ vậy đó. Hoặc là ta bắt bài Lư hương xa nhiền pháp giới mông huân, mình mới đi theo bằng cái chữ đó ha. Ta đọc kim lư vừa bén chiên đàn ơi, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Mà nhớ là cái vị chủ lễ đó là mình phải biết tùy bài kinh mình thỉnh. Thí dụ như cái bài Đại Bi mà mình thỉnh chậm quá là chết người ta. Không, thí dụ như Đại Bi là mình Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hằng Ra Đàng Na Ra Ra Già Già, cũng đừng như vậy là tông vừa, để cho những người ta mới tới ta dò theo được. Còn mà mới vừa vô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hằng Ra Đàng Na Ra Già Già Mô A Di Đà Bà Lội Hằng Đế Thức Ban Ra Già, dưới ngồi ngó không biết tới đâu rồi. Thì người ta ngồi người ta dò không, mà người ta còn dò không kịp là làm sao người ta tụng. Người ta dò không làm sao ta tụng. Thành thử ra đó mình phải tụng kinh như thế nào, mình phải dẫn lễ như thế nào mà đại chúng người ta xuống xong người ta hoan hỷ, người ta thấy rằng ngày hôm đó người ta thật sự là người ta có lên chùa, người ta tụng được thầy kinh. Mình tụng sao mà đi xuống người ta nói bữa nay tôi tụng không được một chữ nào hết. Tức là coi như người ta cảm là người ta waste, người ta phí đi cái thời gian người ta ngồi đó, uổng lắm. Cho nên khi mình tụng kinh á, tùy. Nếu mình tụng một mình muốn làm sao đó mình làm, mình muốn nhanh muốn chậm là tùy ý thích của mình. Nhưng khi mình ra tụng với đại chúng là mình phải quán cơ, giống như một vị, xin lỗi, một cái vị giảng sư á, mà người ta thuyết pháp á, người ta cũng phải quán cơ ở cái địa phương đó. Phật tử cái căn cơ trình độ như thế nào mà người ta ra người ta nói pháp. Ví dụ ở đó người ta chưa biết quy y Tam Bảo là gì, cái mình đem Bát Nhã tánh không, mình đem Niết Bàn Phật tánh rồi mình nói làm sao người ta hiểu. Thấy không? Rồi thí dụ cho nên cái vị mà chủ lễ ra cũng vậy, cũng để ý là biết là Phật tử đây đa số là mới bắt đầu đi chùa, chưa biết tụng kinh nhiều. Cho nên mình tụng thứ nhất là tìm những bản kinh có tiếng Việt. À, thứ hai là tụng vừa chừng để ta tụng theo. Có nhiều Phật tử tội nghiệp tụng cũng không được, mà nhiều khi có nhiều vị người Hoa đọc chữ Việt không có chạy lắm. Mình tụng cái kiểu của mình thì sao ta tụng? Theo thành tử ra dù nếu mà là một bài sám cũng đừng có quá chậm. Một mình muốn rên muốn rỉ kiểu nào cũng được hết. Thấy không? Thí dụ như mà tụng một mình mà để cho người ta nghe nó thấm thì tụng chậm. Nhưng mà khi mình có chúng á, là mình tụng vừa. Cái gì cũng vậy. Thần một bài thần chú cũng vậy ha, bài sám cũng vậy. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng con từ bố thầy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê đắm trong sinh tử đã bao lần nay đến trước đài vô thượng giác. Có thể ta tụng theo cái tông nó vừa. Còn nếu mình tụng mình muốn nhanh chậm hơn nè, biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn. Trời ở ngoài kia ta ngồi ta nghe. Ta nghe tại một mình mà muốn kiểu nào cũng được, mà mình chú tụng với chúng kiểu đó là bắt đầu rồi ta ngồi ta hì một cái, ta ngồi ta hì một cái theo cái tiếng tụng của mình. Thành thử tùy tùy theo. Thì quý vị thấy là một cái bài hát cũng vậy. Ở đây nghi lễ thì nó đa dạng lắm. Mỗi một cái miền, mỗi một vị giỏi về nghi lễ đó, Pháp Hòa thì không phải là chuyên về nghi lễ. À, không có cái gì. Nhưng mà cái căn bản khi một vị
xuất gia hay người cư sĩ tại gia vô chùa tu học, thì cái pháp, những cái gì nãy giờ mà nó đều rất là căn bản để cho một cái khóa lễ ở nhà của mình. Ở nhà đó mình cũng có thể tụng y chang như mình tụng ở chùa vậy đó, cũng vô rồi tán Phật, rồi đảnh lễ, rồi khai chuông mở, rồi tụng vậy đó ha. Rồi mình tập mình, tại sao có tiếng chuông tiếng mở biết không? Vì mỗi người một tông, còn một giọng, mà có cái tiếng này nó kéo lại, nó kéo trở mọi người tụng. Dù mình có thuộc kinh nhưng mình phải theo tiếng mở. Mình có thuộc kinh lào lào thì nó cũng phải theo tiếng mở, tại vì cái tiếng mở đó, cái tiếng mở đó đó, nó làm cho mọi người tụng theo nhất thiết phải ăn rập như vậy. Cũng đừng, mình đừng có nghĩ là mình tụng nhanh cái mình bỏ cái vị thỉnh mở ha. Cái thứ hai nữa là bởi vì cái tâm của chúng ta hay tán loạn, cho nên nhờ cái tiếng mõ, tiếng chuông này sao nó giúp cho cái tâm mình trụ trở lại. Miệng tụng nè, tai nghe, tâm chú. Trong khi mình tụng một thời kinh là mình đang gì? Thanh tịnh thân tâm. Thay vì mình nói tùm lum tà la thì giờ tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Mình đi đứng, mình khều móc người này, mình quẹt vọ người kia, giờ mình ngồi yên lại, mình thân thanh tịnh. Tâm ý mình nghĩ chuyện này chuyện kia để mình buồn mình khổ, mình tụng kinh, tâm mình chú vào đó, cái ý thanh tịnh. Chứ khi mình tụng thời kinh là thân tâm mình đều thanh tịnh. Chư tổ bày ra không phải không có lý do đâu, bởi vì biết chúng ta chưa có thuần, cho nên chư tổ mới bày ra nhiều kiểu nhiều cách để cho tập cho chúng ta thuần, thuần cái tâm, thuần cái tánh của mình. Mà khi mà mình thấy mình thấm được lời kinh thì cái chuyện minh tâm kiến tánh nó cũng có khó đâu. Vì mà khi mình hiểu được cái lời kinh luôn luôn đi theo mình, nhắc nhở mình. Thí dụ như bây giờ mình tại mình tắt cái đèn. Hồi xưa mình tắt lắm, mà không có ý gì hết trơn á. À, bây giờ mỗi lần mình tắt cái đèn cái mình có cái bài kệ. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thì bây giờ mình tắt cái đèn á, nó có chánh niệm hơn. Tắt cái đèn xong đọc cái bài, trong khi mà chuẩn bị lại tắt đèn, hoặc là tắt cái đèn rồi thì trong lòng mình khởi như vậy, thì tự nhiên nó giúp cho cái tâm mình nhẹ nhàng ra một chút. Vì thấy không? Rồi ví dụ như mình, hồi xưa mình vặn nước, mình rửa tay đó là mình không có ý, mình không có để ý. Bây giờ mình mỗi lần mình mở nước nè, cái mình có bài kệ liền. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Rồi mình học xong rồi cái bắt đầu mình biết chùi rửa cái sinh. Trước khi mình đi ra, mình mới nên dọn dẹp cho nó sạch. Dù đó, nhất là cái chỗ công cộng. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ về nhà vệ sinh công cộng á, mà chúng ta bước vô mà cái người trước họ xài không có sạch á, mình bước vô là tự nhiên cái tâm nhòm gớm của mình nó sinh ra. Thì chúng ta phải biết rằng mình bước vô như vậy thì cái người sau mình á, người ta bước vô người ta cũng có cái cảm y như vậy. Thật sự mình xài xong rồi mình lau chùi, mình rửa cho nó sạch. Dù ở đó là cái washroom trong phi trường, chỗ đó là cái washroom ở trong nhà hàng, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta tu cái đức của mình á, nó ra từ những cái nhỏ nhỏ đó. Quý vị thấy được điều mà nói đó. Cái phước đức của mình nó không, nghĩa là không có cần đợi đến khi nào mình cho người ta hàng triệu, hàng tỷ, hàng trăm thì mới gọi là phước đức đâu. Mà cái đời sống hàng ngày thường nhật của mình, mình để tâm từng chút như vậy, đừng cho nó là nhỏ mà không làm. Tại vì nhỏ mà gom nhiều thành ra cái gì? Thành ra cái phước lớn. Xấu ác đừng cho nhỏ mà cứ làm, bởi vì cứ làm là lâu ngày nó thành ra cái ác lớn, cái xấu lớn. À, thí dụ mình đi lên cầu thang, thấy cái đôi dép không ngay, sắp lại cho ngay. Mình lên chánh điện, mình thấy miếng bụi, mình cầm miếng bụi, bỏ tay đi vứt thùng rác. Đâu có đợi tới, đó là bổn phận của hương đăng, đó là bổn phận của người ở trong chùa. Không, mỗi chúng ta ai cũng có cái bổn phận gìn giữ tam bảo. Hơn nữa, hơn đó nữa, khi chúng ta lượm được một miếng rác đó, tức là lúc đó chúng ta đang tu. Vì tu là sửa mà. Ngày xưa mình không có làm chuyện đó, bây giờ làm được chuyện đó là sửa. Như là trưa Pháp Hòa nói vậy, ngày xưa mình đi làm về mình không bao giờ phụ vợ con, bây giờ vô phụ vợ con là có sửa. Ngày xưa mình uống rượu xong mình la làng la xóm,
Bây giờ uống rồi kiếm chỗ đi ngủ, không có gây gỗ, không có. Rồi đó là mới bước đầu. Rồi lâu ngày rồi bây giờ thuần thục rồi, bây giờ sao nữa? Bỏ uống, bởi vì mình biết làm sao. Cái rượu nó vô lâu ngày nó chai gan, thuốc hút lâu ngày nám phổi, mà cờ bạc lâu ngày là hao sản, hao tài tán của, mất sức khỏe, mất hạnh phúc gia đình. Cái gì nó cũng có cái hại của nó. Mà nếu chúng ta có thấy cái đó mà chúng ta cứ ngày chúng ta bỏ từng chút ta tu. Không phải là đợi đến khi nào, có nhiều người mới nói rằng đợi đến khi nào tôi hoàn toàn tốt tôi mới vô tới chùa. Mình mà không vô chùa từ cái lúc mà chúng ta đang như vậy mà đợi tới tốt, không bao giờ. Bởi vì nhiễm ô thì càng ngày càng thấm, chứ làm gì mà mình đi trong sương gió thì nước nó phải thấm, mình đi ra ngoài nắng thì lâu ngày nó mới khô. Chứ còn nói tôi đợi khi nào nắng tôi mới chịu, còn giờ mưa tôi cứ đi làm sao được. Quý vị cứ để ý vậy. Cho nên cái tốt cái xấu gì cũng vậy hết, mà chúng ta ở gần thì lâu ngày nó sẽ thấm. Và thấm tốt hay thấm xấu là tùy chúng ta quyết định. Chứ Đức Phật có dạy như thế này ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói một người đệ tử Phật á, nên cố gắng đầy đủ bốn điều kiện, bốn cái pháp này. Thứ nhất á, lòng tin đầy đủ. Lòng tin phải đầy đủ. Tin cái gì? Mà tin Phật, tin pháp, tin bậc thầy của mình. Mà mình tin rằng cái giáo pháp á, có khả năng cứu khổ cho mình, có khả năng làm cho mình vơi cái niềm đau nỗi khổ. Xin lỗi, giống như mình đi bác sĩ vậy đó. Đi bác sĩ mà không tin ông bác sĩ, sao hết bệnh? Tại vì ông nói cái gì mình cũng nghi hết trơn á, phải không? Thành thử ra mình đi bác sĩ mà người ta biết mình bệnh đó, người ta giới thiệu mình qua cái ông bác sĩ đó, có nghĩa là ông chuyên môn về cái đó rồi. Mà nếu mà ổng mà không có phải là bác sĩ giỏi đó, ổng cũng không có làm tới ngày nay. Đâu phải mình là người bệnh nhân đầu tiên đâu, mình là thứ hàng triệu, hàng trăm rồi, thí dụ vậy. Cho nên là mình có tới với bác sĩ thì mình biết ông bác sĩ đó có khả năng chữa bệnh, chữa bệnh. Mình người tu Phật mà mình không có lòng tin đầy đủ đó nha, mình dễ bị người ta lay cái tâm bồ đề của mình lắm. Cho cái niềm tin phải đầy đủ. Điều thứ hai là phải giới luật đầy đủ. Nhưng Phật tử tại gia là tam quy ngũ giới, các vị sa di là 10 giới, các vị tỳ kheo 250 giới, các vị cư sĩ tại gia mà tu giỏi khá chút nữa cái tu thập thiện 10 giới, hay là thọ bát quan trai giới, hay là tại gia bồ tát giới. Nói chung là ai trong chúng ta cũng có đầy đủ cái giới. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không có giữ giới á, mình đừng có nói rằng á, bây giờ năm giới nhiều quá sao con tu. Kệ, không sao. Năm giới tu không được, phải không? Tu bốn giới. Bốn giới tu không được, tu ba giới. Ba giới tu không nổi, tu hai giới. Hai giới tu không nổi, tu một giới. Nhất định phải có một giới trong đó mình tu được. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong năm giới đó ít nhất tệ gì mình cũng được ba giới, chứ không thể nào mà ít hơn. Ở xứ này là bảo đảm hai điều có thể làm được là sát sanh trộm cắp. Mình không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp làm được. Còn mấy cái kia là, thì tùy theo cái sự nhận thức sâu rộng của mỗi người mà chúng ta giữ giới thêm nữa. Như vậy thì trong năm giới cũng vậy, Đức Phật chỉ cho chúng ta từng cái bậc giữ giới. Mà cái chữ đầy đủ đây nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải thọ trì. Mà không thọ thì không đủ. Giống như mình thọ năm giới cứ thọ đủ. Rồi khi nào mà mình biết giới nào mình còn yếu kém thì mình sẽ cố gắng mình thực tập nhiều hơn. Cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Bố thí đầy đủ. Bố thí là sao? Bố thí có nghĩa là mình ban cho. Trong cái khả năng của mình, mình làm được gì cho mọi người mình cứ làm. Thậm chí mình không có nói được gì hết, có lời khuyên thôi, an ủi người khác, khuyên lên người khác, cho người khác cái sự bình an. Giống như hồi sáng mình học vậy đó, mình đến đây mình thắp cây hương. Đó, đúng rồi đó, thắp cây hương. Nhưng mà hàng ngày mình thắp hương cho nhau, mình dâng tặng cái hạnh kiểm, cái tốt của nhau. Thí dụ bây giờ đó,
À, Pháp Hòa tới chùa Pháp Hòa không biết làm gì hết á, Pháp Hòa chỉ biết đi lụm rác thôi. À, chỗ nào mà dơ giấy là Hòa lụm mà bỏ một thùng, mà nói ví dụ vậy đi. Thì trong khi Pháp Hòa lụm rác đó, Pháp Hòa có tỏa cái hương của đức hạnh không? Có chứ. Đại chúng rất là cảm phục cho cái chú Phật tử đó, dễ thương lắm, tới chùa là chú không có làm gì hết á, chú cứ đi phụ mình đi lụm rác mà có chú đỡ lắm nha. Đó, cái đức hạnh của vị Bồ Tát đó. Cho nên là mình thắp cái gì thắp đó là thắp một nén hương lòng qua cái hành động của mình. Cho nên trong chùa quý vị thấy không? Mạnh ai cũng đều tự ý thức, tự giác và thắp một cái nén hương lòng cúng dường ngôi Tam Bảo. Người biết nấu phở thì nấu phở, người biết xào cơm thì xào cơm, người biết quét nhà thì quét nhà. Thì tất cả những hành động đó đều là hương, hương đức hạnh hết. Mà từng cái hương như vậy xông thấu mấy từng sấm, từng cái hương như vậy nuôi dưỡng ngôi Tam Bảo. Cho nên thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình nói trời ơi tôi tụng kinh đó, cái tâm tôi nó nghĩ lung tung lắm, không sao đâu, cứ tụng đi. Vì tâm chưa tịnh nhưng mà ít nhất thân đã tịnh, thân ngồi yên chỗ tụng là quý lắm rồi, quý lắm rồi. Chứ đừng có đòi hỏi là bây giờ là đợi tâm tôi tịnh tôi mới ngồi. Không, tâm chưa tịnh nhưng mà thân đã bắt đầu tịnh, nó chịu ngồi. Hồi xưa sức mấy ngồi được như vậy? Ở nhà ngồi 5 phút là đứng lên, 10 phút là nằm xuống, 3 phút là làm này, 4 phút làm kia. Bây giờ vô chùa ngồi cả tiếng đồng hồ tụng thầy kinh, thân tịnh rồi đó. Mặc dù thỉnh thoảng có nhúc nhích, không sao. Nhưng mà mình đã có tu thân rồi. Rồi tụng kinh lâu ngày nó thấm nhuần bắt đầu tu tập. Cho nên đừng, cái chuyện tu hành của mình, tu thân, tu tâm là nó đều đều, đều nó xảy ra trong đời sống của mình vậy đó. Tôi ăn chay một ngày chưa được, không sao, ăn nửa ngày đi. Tôi ăn chay nửa ngày không nổi, không có sao, ăn một ngày. Tôi ăn chay một ngày không nổi, không sao, ăn tháng. Cho nên là mình cứ việc mình làm những cái việc mà mình thấy rằng nó có lợi ích cho thân tâm mình. Đừng có đợi, mình đợi tâm mình tịnh mình mới tu, đợi khi nào tôi ăn chay được tôi mới vô chùa, đợi khi nào, không bao giờ có cái chuyện đợi được. Là bởi sao? Nếu nói cái vô thường thì nó sẽ đến với mình từng giây từng phút. Còn nếu nói tới cái nhiễm ô, mình không làm cái này thì lấy gì nó sạch được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cái khánh này nè, nó bị ố. Rồi đổ cái thuốc vô, nó lấy cái cây chùi cái nó trắng à? Đâu có đâu. Chùi xong để đó cho thuốc nó thấm một chút, thấy không? Thoa thuốc rồi để đó, bắt đầu mình lấy vải đánh lên một lớp hai lớp, đánh cả tiếng đồng hồ sau bắt đầu nó hơi bong bóng, để chút xíu đó rồi mình đánh là một lần nữa, chùi hoài. Rồi kể từ khi nó trong sáng rồi phải làm gì nữa? Chùi rửa nó thường xuyên để nó giữ như vậy hoài. Tâm của mình cũng vậy. Chứ quý vị, mình tu á, mình đốn ngộ nha, tức là mình hiểu đạo là mình hiểu, nhưng mà mình phải tiệm tu là tu từ từ. Cái này chúng ta gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ tức là mình hiểu cuộc đời là vô thường, à Phật pháp là như vậy đó. Thì bây giờ mình tiệm tu là mình tu từng bước như vậy. Cho vị nào mà ở nhà mà có thể mỗi tối cố gắng tụng được thời kinh 15 phút, tốt lắm. Cố gắng hành trì cái đó, tụng một ba lần chú Đại Bi, rồi tụng bài sám hồi hướng được, hay là tụng một bài Đại Bi, bài Bát Nhã, bài sám hồi hướng, rồi niệm Phật hồi hướng. Làm gì làm mỗi ngày có được 15 phút. Là Pháp Hòa hay nói là nên set up cái giờ đó, làm một cái giờ. Nhưng mà có nhiều vị bây giờ vì cái công ăn việc làm, có khi mình về nhà sớm, có khi về nhà trễ, không biết được. Rồi giờ Pháp hỏi Pháp Hòa chứ giờ hôm nào về sớm rồi tụng kinh, rồi hôm nào về trễ tụng tối có sao? Không sao. Người ta có giờ, người ta chuẩn bị một cái giờ cho nó đúng cái giờ giấc của người ta. Giờ mình hoàn cảnh mình cực đi làm như vậy mà mình vẫn để thì giờ ra mình tu, vậy là quý lắm. Giờ mình đi làm 10 giờ tối mới về tới nhà, mà mình biết là 11 giờ mình có thể rảnh, mình hành trì được 15 phút, cứ tu theo cái 15 phút lúc 11 giờ đó. Cho mình mỗi ngày mình tu tập như vậy thì bắt đầu nó mới thấm nhuần vô trong cái
tâm thức của mình. Mình không có tu kiểu đó là không thay được. Cho nên cái chuyện mà mình gọi là mình thấy được cái thật tướng bát nhã lý không hay bất cứ cái gì đó, nó cũng đều ở những cái căn bản này. Cho người Phật tử mình phải xây một cái căn bản Phật pháp trước. Quý vị nên tìm đọc, thí dụ như là Phật học phổ thông, hay là bước đầu học Phật, hay là Phật học tinh yếu. Những cái quyển sách đó rất là cần cho mỗi một người Phật tử cần nên đọc. Nắm cho được cái giáo lý căn bản, thế nào là quy y, thế nào là tam bảo, thế nào là ngũ giới, thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế tất cả những cái đó rất là cần phải cố gắng học. Và khi mình học mình hiểu được rồi thì một đầu, giống như cái người mà trước khi mà xuống thuyền để chèo thuyền đó, là phải thứ nhất là phải gì, phải biết được cái cách cầm một cái chèo. Quý vị thấy ha, mình cầm, biết cầm chèo sao, rồi khi mà nước nó lớn mình chèo sao, nước nhỏ mình chèo sao, khi mình mắc kẹt ở trong cái chỗ cạn rồi mình phải chống cái chèo sao để mình đẩy cái thuyền mình ra được. Và trước hết là phải có cái phao, mặc cái áo phao vô, để lỡ mình có rớt nước thì không có sao hết. Cái áo đó là gì? Cái áo phao đó tức là cái niềm tin vững chãi của mình. Niềm tin vững chãi. Mình mà không có niềm tin vững chãi thì không có được. Mình bố thí là vậy. Bố thí đầy đủ có nghĩa là mình hiến tặng cái sự nâng đỡ của mình đến cho mọi người. Đâu phải đợi tới nghèo khổ mình mới cầm tiền mình cho đâu. Hằng ngày mình bố thí nụ cười nè, lời chào nè, thiếu gì cách mình bố thí. Rồi cái cuối cùng là gì? Trí tuệ đầy đủ. Người học Phật mà không có học, không có trí tuệ đó, người ta nói gì là mình bị người ta ru mình theo cái đó, cũng không nên. Mình phải có trí tuệ mình nhận xét cái nào nên làm, cái nào nên không. Thí dụ như có những cái mà mình nó vượt ngoài cái khả năng mình thì mình cũng không nên làm. Rồi có cái trí tuệ nhận xét như vậy. Cho một người đệ tử Phật mà có đầy đủ bốn điều Phật dạy, gọi là lòng tin đầy đủ, giới luật đầy đủ, bố thí đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, hiện đời này cũng an vui, mà mai hậu cũng được sanh vào những cõi an vui, vì mình có đầy đủ những cái pháp này. Thì hôm nay đó, lẽ ra thì mình học một bản kinh, nhưng bản kinh này học ngày hôm nay thì chắc có lẽ không kịp giờ. Thì thôi, Pháp Hòa xin hẹn quý vị một dịp khác. Và mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng xào đi xào lại, nấu tới nấu lui những cái món ăn tinh thần rất là cơ bản này, để hầu mong là mỗi người chúng ta thấy cái điều đó, cố gắng để thực tập. Và khi mà trong đạo tràng của chúng ta mỗi người mà được như vậy, tự nhiên cái đạo tràng nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Nó trang nghiêm, nó thanh tịnh từ ở những cái điểm mà chúng ta để tâm như vậy. Thì thôi xin chúc đại chúng khỏe. Và trước khi chúng ta chấm dứt đó, ở đây có ai có thắc mắc, có câu hỏi gì về vấn đề tụng kinh không? Hay là những gì mà nãy giờ qua chia sẻ không? Nếu mà quý vị có cái gì cần hỏi thì xin quý vị hỏi, thì Pháp Hòa sẽ tùy theo đó mà giải thích. Dạ. Nào là nó cần thiết, hay là hai cái phải dung hòa? Thì xin thầy dạy cho, để cho cái vấn đề có nhiều người, nếu mà mình cứ nói lý thuyết không mà mình không có như là không có cái lòng từ bi, là này khác, là không có thể hiện cái gì vậy, thì nhiều khi thấy là chỉ cái người ta cũng nghi ngờ về cái người đó. Họ cũng không có đánh giá, hoặc là họ không có tin tưởng về cái người nói những cái điều mình điều đó. Cho nên thầy dạy cho chúng con, trong khi làm Phật sự cũng như ở chùa cũng như gia đình,
thì đem cái thân dạo và cầu dạo ra để áp dụng trong cái tu học và đời sống hàng ngày một phần. Thường thường á, chúng ta có ba cách để chúng ta hướng dẫn người khác. Thứ nhất là qua cái hành động của mình, như chúng ta gọi là thân giáo. Giáo là dạy dỗ, giáo huấn, chỉ giáo. Qua cái cách, qua cái hành động của mình gọi là thân giáo. Qua cái lời nói của mình gọi là khẩu giáo. Qua cái suy nghĩ của mình gọi là ý giáo. Thì thí dụ như bây giờ đó, Pháp Hòa chỉ cho mấy chú tiểu hay là mấy đứa nhỏ đi đứng cho đàng hoàng. Mà riêng bản thân Pháp Hòa thì Pháp Hòa đi tới đâu mà cũng chạy rần rần, hay là nhảy nhót, hay là ngồi rồi không có được nghiêm túc, thí dụ vậy. Thì cái đó không phải là thân giáo. Vì mình chỉ cho con nít mà. Cho nên thường thường quý vị để ý ha, mình muốn con nít nó xá theo mình đó, thì mình phải làm sao? Chắp tay lại xá, cái nó thấy mình làm và nó xá theo. Thân giáo. Còn khẩu giáo đó, tức là mình dạy nó, nó gọi mẹ mình dạ, nó gọi ba mình dạ. Mình dạ đó là gì? Trong cái tiếng dạ đó đó là mình đang khẩu giáo nó đó. Tức là mình chỉ cho nó cái cách trả lời với người mọi người là dạ, chứ không có ừa, không có ừ, thí dụ vậy. Rồi cái ý giáo là cái niệm khởi của mình. Nó không thấy, nó không có thể hiện qua hành động, nó không có thể hiện qua lời nói, nhưng mà nhiều khi nó biểu hiện qua con mắt. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ đó, Pháp Hòa bây giờ Pháp Hòa có một người bạn thân. Thì cái người bạn này á, với Pháp Hòa là có cái tính hẹn cấp. Cho nên mà tới đây mà thí dụ thấy cái mỏ này này đẹp quá, cái Pháp Hòa nhìn nó và gật gật với cái người kia, cái người kia biết ý rồi đó ha. Lát là địa hổ ly sơn. Tức là sao, nói cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, chú cô Nguyên Diệu Hạnh gì xuống lầu có người cần gặp. Cái là mấy vị ba vị này xuống dưới kia, cái trên này cái sao, bưng cái mỏ bỏ vô trong túi. Đâu có cần nói, nhưng mà cái ý nó khởi là người kia nhận được cái ý mình muốn cái gì. Có nhiều khi đó, mình để ý coi, cái ý nghiệp của mình nhiều khi nó cũng khởi từng chút nó khởi lên. Có nhiều khi chưa ra lời nói, có nhiều khi chưa ra hành động, mà cái ý nó khởi. Nhưng mà không có sao, bởi vì mình là con người mà. Cái chuyện gọi là suy nghĩ của phàm phu tục tử là chuyện thường lắm. Cái tu của mình là mình nhận ra cái đó là cái niệm xấu, không có tốt, mình bỏ cái niệm đó đi, gọi là tu tâm. Giống như bữa hôm có một ví dụ vậy đó. Mình đi tới cái chỗ nào mà mình nghe người ta bán á, động cái nhiều khi mình nói thôi không mua. Nhưng mình kêu mình mà người ta trương cái bảng lên, ta nói nghĩa là cho miễn phí, là bắt đầu mình hốt. Tức là khi mình hốt là sao, mình không có cần biết cái đó mình xài hay là không, nhưng mà cái thích, cái mà nó làm cho mình hấp dẫn nhất á, là cái chữ free. Cái chữ miễn phí là nó hấp dẫn mình. Cho nên cái chữ miễn phí á, nó là cái bảng á. Người ta mình đọc á, nó mới có là cái sắc cảnh thôi. Rồi người ta đọc lên cái chữ là đây là hàng miễn phí, nó là thanh cảnh. Nhưng mình nhiễm với cái chữ miễn phí gọi là thanh trần. Mình nhiễm với cái chữ mà free đó gọi là sắc trần. Trần là ngay lúc đó mình nhiễm. Dù là free hay là không free, tôi không cần, tôi không lấy. Bình thường. Vì thì cái đó nó có quyền trương lên, nó có quyền nói ra, nghe, thấy, hỏng nhiễm. Cho nên cái đó mới có cảnh thôi. Nó là sắc cảnh, nó là thanh cảnh. Nhưng mà khi mình nhiễm với nó thì tức khắc ngay lúc đó nó thành ra thanh trần, sắc trần. Thì vốn nó không có gì nhiễm hết. Phải không? Người ta hay nói đó. Tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó đâu có mê người, người tự mê nó.
Rượu nó đâu có làm cho mình say, tại mình say rượu. Đó. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Thở đây á, cái nào nó cũng quan trọng hết. Thân giáo cũng cần, khẩu giáo cũng cần, ý giáo cũng cần. Tại vì mình hướng dẫn một con người nó qua ba cách, cái nào cũng cần hết. Thôi mình hết giờ rồi, xin đại chúng hồi hướng. Và trước khi chúng ta dứt thì Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã tham dự hai ngày sinh hoạt ở tại chùa Hải Đức, và cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có đầy đủ niềm tin, bồ đề tâm, trí tuệ, bình an, và cố gắng tiến tu trên con đường Phật, lời theo Phật dạy. Thì chỉ có lời của Phật dạy, lời chư tổ dạy là hướng dẫn chúng ta đi được đến được con đường an vui và giải thoát. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.